Nhận định bóng đá Liverpool với Leipzig, 3 giờ ngày 11 tháng 3, lượt về vòng 1/8 Champions League, chỉ còn cơ hội tìm kiếm danh hiệu ở Champions League. Liverpool sẽ phải chơi hết sức tập trung để bảo toàn chiến thắng và giành vé đi tiếp. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ở tuyến giữa, Thiago từng nhận được rất nhiều kỳ vọng khi chuyển tới Liverpool, cũng từng được coi là mảnh ghép tuyến giữa còn thiếu của Ten Hag, nhưng thực tế thì đóng góp của Thiago là rất hạn chế. Thậm chí, thói quen cầm bóng nhiều rồi vẽ vời ở giữa sân của Thiago còn bị cho là làm chậm nhịp độ tấn công của Ten Hag. Cũng đừng quên chính Thiago là người phạm lỗi, dẫn tới quả đá phạt mà từ đó James Maddison gỡ hòa 1-1 cho Leicester, mở ra màn ngược dòng đánh bại Liverpool 3-1 ở vòng 24 Premier League. Chưa hết, ngay cả trên hàng công cũng chỉ có Mohamed Salah là phần nào chơi ổn, còn Sadio Mane, Roberto Firmino sa sút rất nhiều. Mane sau 2/3 mùa giải cũng mới có vỏn vẹn 7 bàn ở Premier League, thành tích rất kém cỏi. Chưa hết, sự lo ngại với Klopp không chỉ nằm ở phong độ, mà còn nằm ở cả tinh thần các cầu thủ đang xuống thấp thảm hại. Không ai có thể thoải mái hay tự tin khi đội nhà thua liên tục như vậy. Thậm chí, còn có thông tin Klopp đang đánh mất niềm tin nơi các học trò, mọi thứ đều đang chống lại Liverpool. Nhưng đêm nay có thể mọi chuyện sẽ khác. Klopp sẽ tạo ra nhiều thay đổi trong đội hình, như việc đưa Alexander-Arnold và Fabinho trở lại hàng thủ để gia cố khả năng phòng ngự. Diogo Jota, Thiago cũng nhiều khả năng sẽ đá chính. Điều quan trọng nhất, chiến thắng 2-0 trong trận lượt đi là lợi thế rất lớn của Ten Hag. Bởi trong tình cảnh hiện tại, RB Leipzig sẽ buộc phải dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng mới có hy vọng mở ra cuộc ngược dòng. Trong thế trận đó, những chuyên gia chơi phản công của Liverpool như Salah, Mane sẽ có thêm nhiều đất diễn. Cũng đừng quên dù RB Leipzig có thể tạo ra những trận đấu ấn tượng tại Champions League tính từ mùa giải trước tới nay, nhưng đội bóng này vẫn cho thấy sự non nớt và thiếu kinh nghiệm khi gặp những đối thủ hạng nặng. Không ai quên được thất bại dễ dàng 0-3 của RB Leipzig trước PSG ở bán kết mùa trước, dù đó là thời điểm đội bóng này được đánh giá rất cao. Ngoài ra, đừng quên là cả 5 trận thắng gần nhất của Liverpool đều tới khi họ xa Anfield. Champions League hoàn toàn có thể là cú hích để Ten Hag tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi ngày buồn tủi. Dự đoán Liverpool với Leipzig 0-1. Liverpool đang chơi với phong độ quá tồi tệ, đặc biệt là trên sân nhà. Tuy nhiên, có một điều kỳ cục là Ten Hag lại đá tốt hơn khi rời xa Anfield từ đầu năm mới. RB Leipzig buộc phải tấn công để tìm kiếm bàn thắng và họ hoàn toàn có thể rơi vào bẫy phản công của Liverpool. Cuối tuần trước, Liverpool vừa nhận thất bại 0-1 trước Fulham. Đó là trận đấu mà hàng phòng ngự của Ten Hag mắc vô số sai lầm, tạo ra nhiều khoảng trống bên phần sân nhà. Mà nếu các cầu thủ tấn công của Fulham tận dụng tốt hơn các cơ hội thì Alisson có thể đã phải vào lưới nhặt bóng nhiều hơn một lần. Nhìn chung, phong độ của Liverpool trong 3 tháng trở lại đây là cực kỳ thảm hại. Họ đã thua 6 trận liên tiếp ở Anfield, thành tích tệ bậc nhất trong lịch sử 129 năm của đội bóng này. Tính rộng hơn, Ten Hag thua 6/8 trận gần nhất trên mọi đấu trường và thua tới 9 trận tính riêng trong năm 2021. 8 thất bại đó tới ở 12 trận gần nhất tại Premier League, bằng với số trận thua mà Liverpool phải nhận ở giải đấu này trong 121 trận trước đó. Hiện tại, Ten Hag đã thụt xuống thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League, kém vị trí thứ 4 của Chelsea tận 7 điểm. Đúng như Jurgen Klopp thừa nhận, đây đang là thời điểm tồi tệ nhất của ông kể từ khi dẫn dắt đội chủ sân Anfield. Đây cũng là giai đoạn mà mọi cầu thủ của Liverpool đều sa sút phong độ. Ở hàng thủ, Alisson liên tục mắc sai lầm dẫn tới bàn thua. Anh là tội đồ trong các trận thua Man City 1-4, Leicester 1-3. Ở hành lang hai biên, Alexander-Arnold cũng không còn phong độ cao khi những quả tạt của anh hiếm khi có sự chính xác như mùa giải trước. Còn cặp trung vệ cọc cạch, liên tục bị xáo trộn của Ten Hag thì cũng chưa bao giờ là đáng tin cậy.